chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, điều lệ cho phép các câu lạc bộ bắt đầu được đăng ký cầu thủ chuyển nhượng giữa mùa kể từ hôm qua ngày 21 tháng 7. Và như thế các tân binh sẽ được xuất hiện trong màu áo mới kể từ lượt đấu thứ 11. Đến thời điểm này thì một số đội đã công bố danh tính các tân binh và sẵn sàng sử dụng trong trận đấu kế tiếp. Có thể kể đến một số bản hợp đồng chính thức được công bố như là trường hợp của Anh Đức đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai, Nguyên Hoàng đến với Sài Gòn FC, Hoàng Vissai và Rodrigo tái hợp với Quảng Nam. Và đến hôm qua thì Tấn Tài cũng đã trở thành người của Hà Nội FC sau khi chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cũ người mới ta, việc họ được chiêu mộ hẳn nhiên là ít nhiều cũng đem đến sự kỳ vọng nhất định. Mới đây thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chiêu mộ được bộ đôi tiền đạo người Costa Rica là Jose Otis và Arian Rodriguez với những bản hợp đồng bom tấn. Lãnh đạo cao cấp của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thừa nhận điều này. Cả hai vừa qua Thành phố Hồ Chí Minh được 4 ngày và hiện đang trong thời gian cách ly. Khi nào họ ra sân thì tôi không thể khẳng định được. Điều này phụ thuộc vào quyết định của huấn luyện viên Chung Hae-song. Chúng tôi cũng chưa quyết định là họ sẽ thay cho hai ngoại binh nào của đội bóng. Nhiều người dự báo với tình hình hiện tại thì trung vệ Pape có thể sẽ phải nhường suất cho một trong hai tiền đạo người Costa Rica. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang có Amido Bande ở trên hàng công với 3 bàn sau 10 trận đấu. Người còn lại là tiền vệ trung tâm Seo Yong-duk. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh còn một suất ngoại binh để đá AFC Cup sau khi chia tay tiền vệ Lima. Otis và Ariel được lãnh đạo đội bóng đánh giá cao về mặt chuyên môn, từng khoác áo đội tuyển quốc gia. Giá trị của hai bản hợp đồng này được cho là khoảng gần 30 tỷ. Đây là hai bản hợp đồng chất lượng của chúng tôi. Cả hai được kỳ vọng bởi vì chúng tôi sẽ phải chi ra hơn 1 triệu đô để có được chữ ký của họ. Arian sinh năm 1989, anh là cựu tuyển thủ của Costa Rica. Ở mùa giải năm nay, Arian với vai trò là tiền đạo lùi cũng đã có những đóng góp nhất định cho câu lạc bộ Deportivo Saprissa với 7 pha lập công sau 22 trận. Anh cũng được gọi lên đội tuyển Costa Rica vào năm 2016 và ghi được 2 bàn trong 12 trận. Arian gắn bó hơn 4 mùa giải cho câu lạc bộ hàng đầu quê nhà là Deportivo Saprissa. Sau đó anh được câu lạc bộ cho các đội bóng ở Thái Lan mượn rồi trở về Costa Rica. Arian Rodriguez cũng từng có 3 mùa giải trong màu áo của câu lạc bộ Batum United. Sau đó anh trở về Costa Rica và quay lại chơi cho câu lạc bộ Rayong một mùa giải 2019. Anh trở lại đất nước Nam Mỹ trước khi nhận được lời đề nghị quay trở lại Đông Nam Á và lần này là giải đấu tại V-League của Việt Nam. Arian hiện được chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt định giá với 275.000 euro, lần định giá trước đó là 400.000 euro. Arian Rodriguez nhiều khả năng sẽ thay thế cho Amido Bande ở trong màu áo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chân sút người Guinea đã có 3 bàn sau 8 trận, hiệu suất này thua cầu thủ Nguyễn Công Phượng, người trưởng thành từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Công Phượng hiện đang có 4 bàn ở V-League 2020. Trong khi đó thì Jose Otis sinh năm 1992 là một tuyển thủ quốc gia từng khoác áo tuyển Costa Rica. Thành tích của anh là 3 bàn thắng khi còn phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Anh ra mắt tại Copa Centroamericana năm 2017. Otis cũng từng chơi bóng tại giải nhà nghề Mỹ cho câu lạc bộ DC United và ghi được 1 bàn sau 16 trận. Trên trang Transfermarkt thì Otis có giá lên đến 650.000 euro. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng đầu tiên có ngoại binh từ nước ngoài đến Việt Nam. Đa số các đội bóng khác đều phải tìm kiếm những cầu thủ nước ngoài đang ở Việt Nam và chưa có điểm đến hoặc là họ lấy lại từ đội bóng khác. Chi phí di chuyển đến Việt Nam lúc này là rất cao và rất khó tìm được đường bay. Được biết là số tiền dùng để chiêu mộ cặp tiền đạo ngoại này nằm trong quỹ chuyển nhượng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu mùa giải để chiêu mộ ngôi sao Lý Nguyễn từ giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Tuy nhiên, thương vụ mang tên Lý Nguyễn về chơi ở V-League đã bất thành cho nên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh quyết định bổ sung thêm hai ngoại binh chất lượng để đua ngôi vô địch ở giai đoạn 2 của V-League 2020. Do đó, giá trị chuyển nhượng của bộ đôi cầu thủ người Costa Rica kể trên là khá lớn, cho nên lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết giữ kín thông tin chiêu mộ Arian và Otis về để đá cùng với Công Phượng. Hàng công của đội chủ sân Thống Nhất đã ghi được tổng số 16 bàn thắng ở mùa này. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Chung Hae-song vẫn xếp sau câu lạc bộ Viettel với 18 điểm và đội dẫn đầu là câu lạc bộ Sài Gòn với 22 điểm. Một lãnh đạo đội Á quân V-League đã tiết lộ rằng nếu như mọi việc thuận lợi thì Arian và Otis sẽ có thể ra mắt người hâm mộ bóng đá câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở chuyến làm khách của thầy trò ông Chung Hae-song trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại Pleiku thuộc vòng 13 ngày 3 tháng 8. Bởi ở trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh
thì Công Phượng nhiều khả năng sẽ không được thi đấu. Sau khi nghe thông tin về bản hợp đồng bom tấn của Thành phố Hồ Chí Minh với cặp đôi tiền đạo người Costa Rica, nhiều chuyên gia đã phải thốt lên: thật sự là bất ngờ và ấn tượng. Thương vụ này đã cho thấy là Thành phố Hồ Chí Minh đang rất quyết tâm, họ thật sự là quyết tâm để đoạt ngôi vô địch đấy. Ai mà theo dõi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì thời gian qua cũng dễ thấy rằng vai trò của ngoại binh ở trên hàng công là không cao, mà chủ yếu là phụ thuộc vào bộ đôi cầu thủ Phi Sơn và Công Phượng. Bởi thế, việc họ cho thay thế ngoại binh là rất cần thiết. Với bộ đôi tiền đạo mới, khả năng là Công Phượng sẽ được đẩy ra để đá dạt biên, ít đá ở trung lộ hơn. Trường hợp của Phi Sơn cũng vậy, bởi anh vốn cũng hay đá biên rồi. Chúng ta vẫn phải chờ xem là cặp tiền đạo này thi đấu như thế nào, nhưng nếu như họ đá tốt và phối hợp ăn ý với phần còn lại ở trên hàng công thì sẽ tạo ra sự nhịp nhàng. Khi mà đội bóng có hai ngôi sao mới, chẳng những Công Phượng không cần phải lo là bớt đất diễn, mà thậm chí cầu thủ xứ Nghệ này sẽ còn có cơ hội để tỏa sáng hơn nữa. Công Phượng cũng không lo mất đất diễn bởi rằng cầu thủ này vốn là người chơi rất rộng. Trong trường hợp hai cầu thủ ngoại binh chơi tốt, phối hợp ăn ý với phần còn lại thì Công Phượng có thể sẽ còn tỏa sáng hơn nữa, bởi lẽ rằng cặp đôi ấy sẽ tạo điều kiện cho Công Phượng ít bị hàng thủ đối phương kèm cặp. Nhưng đấy cũng chỉ là giả thuyết khi mà họ chơi tốt. Còn nếu như cặp tiền đạo này chơi chưa tốt hoặc là phối hợp chưa ăn ý thì có thể dẫm chân lên các đồng đội khác, thì huấn luyện viên Chung Hae-song sẽ phải có những bài toán khó khăn. Vì vậy chúng ta phải chờ xem bộ đôi tân binh của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thể hiện như thế nào. Như vậy là thị trường chuyển nhượng ở V-League cũng đã nóng lên sau khi Anh Đức về với Hoàng Anh Gia Lai. Với Anh Đức thì việc gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai là một quyết định bất ngờ, bởi tiền đạo này đã ngồi chơi sơi nước khi mà chia tay BKMX Bình Dương sau V-League 2019. Hẳn nhiên là đội bóng phố núi cũng không trọng dụng Anh Đức chỉ để chia sẻ kinh nghiệm với những Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh đã đủ tuổi trưởng thành và dày dặn bản lĩnh trận mạc, chứ không còn là những đứa trẻ của bầu Đức nữa. Hơn hết, việc bố trí Anh Đức ở đâu chính là bài toán mà huấn luyện viên Lee Tae-hoon chắc chắn là sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Trong sơ đồ của đội bóng phố núi, cựu tiền đạo của BKMX Bình Dương gần như là sẽ phải cạnh tranh với Trevor Watts cho một suất đá cắm ở trên hàng công. Điểm yếu của Trevor Watts chính là khả năng dứt điểm, khi mà mỗi trận đấu anh chỉ được tận dụng khoảng 1/4 cơ hội ăn bàn tạo ra. Thế nên là Hoàng Anh Gia Lai có lẽ trông chờ Anh Đức thể hiện sự nhạy bén của mình trong vòng cấm, như là cách mà anh đã từng thể hiện trong màu áo của đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2018 hay là ở tại King Cup 2019 ở Thái Lan. Sài Gòn FC cũng có bản hợp đồng mới với Nguyên Hoàng đến từ PVF, tuy nhiên chân sút triển vọng này lại không phải là giải pháp cấp bách để có thể đem đến một luồng gió mới cho đội bóng này, bởi khó cạnh tranh nổi với các ngoại binh xuất sắc như là Pedro hay là Gion Vane. Xem ra thì Nguyên Hoàng chỉ là giải pháp dự phòng trong trường hợp mà các trụ cột của Sài Gòn FC bị chấn thương, không có gương mặt tối ưu để thay thế. Hôm qua thì Hà Nội FC cũng đã sở hữu tiền vệ Tấn Tài. Việc một đội bóng đào tạo trẻ tốt như là nhà đương kim vô địch Hà Nội lại phải chiêu mộ một lão tướng là chuyện bất ngờ. Thế nhưng trong bối cảnh chấn thương hàng loạt, Hà Nội bị thiếu hụt nhân sự trầm trọng thì xe duyên với Tấn Tài cũng là điều có thể hiểu được. Với một cầu thủ lão luyện như là cựu tiền vệ của BKMX Bình Dương, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chắc chắn là sẽ kỳ vọng để có thêm giải pháp hữu hiệu cho tuyến giữa kể từ chuyến làm khách trên sân Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng đấu này. Đang đứng ở chót bảng, Quảng Nam cũng đang ráo riết tìm kiếm nguồn nhân sự để bổ sung. Trước khi gia cố khung thành bằng một thủ môn, đội bóng xứ Quảng đã có hai bản hợp đồng, đó là Hoàng Vitsai và Rodrigo. Không phải là quá xuất sắc, nhưng trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung như lúc này thì cả hai đều được kỳ vọng là sẽ đem đến sức sống mới cho Quảng Nam. Trung vệ là điểm yếu nhất của đội bóng xứ Quảng, cho nên việc tái hợp với Hoàng Vitsai được kỳ vọng và sẽ phần nào khỏa lấp được khoảng trống. Trong lúc đó, Rodrigo được hy vọng là sẽ hợp cùng với KB và Pinto tạo nên 3 mũi giáp công xuyên phá khung thành đối thủ, qua đó cải thiện được khả năng săn bàn của đội nhà, đồng thời giảm áp lực cho hàng thủ. Gần như chắc chắn là cả Hoàng Vitsai và Rodrigo sẽ được trọng dụng trong đội hình chính của Quảng Nam, trừ khi năng lực của họ kém hơn cầu thủ nội. Hy vọng của các đội bóng là như thế, nhưng có một điểm chung với các tân binh này là niềm tin thành công khá dè dặt. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.